Thôi cho nó ngủ thêm chút được không? 11 rưỡi cho anh dậy được nhỉ? Để cho Lam cảm thấy khỏe hả? Dạ dạ. Mấy giờ rồi? Canh giờ cho ăn đồ đó rồi. Cứ 11 giờ 15 1 rưỡi là mới ăn dậy ăn đấy chứ. Để tí mẹ em về bắt sữa nữa. Một rưỡi thôi thì nó nghỉ. Như cái máy rồi chị. Sướng này giờ chờ nít sướng như thời xưa thôi đó mốt mỏ canh với đồ gì có không có gì để ăn không có cơm trắng ăn nữa đó, hồi xưa nuôi bằng sữa nhiều đó, hồi xưa nuôi bằng sữa nhiều nên nhiều đúng rồi với lại thật ra sữa mẹ cũng giúp thông minh nhưng mà uống sữa bò nhiều thì không cao ngủ như bò vì ra họ kêu gọi ngu như bò ta nhưng mà đến 6 tháng thì chất lượng sữa mẹ giảm không đủ cho nó thật ra nó tiêu để cho nó thì ra hôm qua về mấy người có tôi chỉ mà đi cả ngày không thèm về thăm một cái hết trơn về đến điều nghỉ vậy thiệt chứ tập quen với điều đó cho rồi tối về còn em về bác sĩ ăn xong em đi tắm xong rồi bố ngủ rồi thành ra đâu có bế đâu nhưng mà buồn bạn cả đêm lắm rồi hay lắm chị nhá mở mắt ra một giờ mở mắt ra thấy em bên cạnh mình sau khi em đang chỗ thì em vừa chơi con ngủ em vừa chuyển chỗ một phát thì em khóc té luôn không lẽ phải đổi chỗ này ừ. Em vô chơi mặc dù không làm gì hết nằm bên cạnh thôi em nhắm mắt em ngủ nhưng mà hắn nằm bên cạnh nó cứ kéo áo em rồi hắn rửa mặt rồi cắt nước đó chơi đó mà bố vô là khóc mà em vô là không khóc mà tối như phải rời đi tối chứ chiều mà con bé nó đi em ấy giùm chị nghe hậu chị rửa mặt rồi đồ đó chị cắt cái mà lau mặt tóc mặt các kiểu hết na có cái cục nó là chấm giùm cho.
Hình như sáng chờ ở dưới nó luôn phải. Anh với chị 300. Sáng nay nhỏ không thấy gì, ok. Đem đồ luôn hả? Chưa đem đồ. Ok, em cho ai? Lấy kem cho khách à? Chắc lấy hả? Lấy nó chứ. Em không biết, tự không bỏ tiền ra trong. Từ xưa rồi. Bà đỡ em. Bà thế là hồi nó có truyền kia không ta? Đi nữa, đi vào ủ rồi chẳng kịp hỏi nữa. Đêm mai xuống lại. Chắc mai bà đem đồng phục xuống lại. Mở hàng chị đó. Bỏ lúc mua bà cũng trúng nữa. Mà tay nên lại thấy hơi rộng rộng thôi. Tay chị cũng to, ri là rộng. To hơn xí thôi hả? Nhưng mà cái loại này nằm cũng sướng. Họ này phải đặt em. Đặt được to hơn đó.
nhà bông ra tẩy chưa chị thấy không thì rưỡi hơn chị đoán chứ. Đây là mới bung ra đó, còn chưa tính mấy cái tùm lum tùm la thứ nhiều ghê trời. Do mình chọn những cái đồ mà ấy ok xíu à. Lân ơi, mày còn tiền không? Mày gửi đám quyên cho tao quá, tao quên mất. Ừ, nhưng mà mày còn 300 ngàn ở đây không? Hả? Ý là mày còn tiền đấy thì mày bỏ vô hộp của tao đi. Nhiều, mấy mươi xí xí nữa. Được rồi.